Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một bài bản nhỏ Lý Chiều Chiều đàn trên organ. Trong bài Sao Trời Làm Gió đó thì mình sẽ chia sẻ một chút về bài Lý Chiều Chiều này ở trong bài Sao Trời Làm Gió, trong cái phần gian tấu mình đánh trên organ là như thế này. Câu thứ nhất, nó có 7 câu, giờ mình câu thứ nhất. Thường trong bài bản nhỏ Lý Chiều Chiều thì nó có 7 câu, nhưng mà người ta lấy 5 câu. Câu thứ 5, ta lấy câu thứ 5 thì sao đó 7 tới dạo ha. Bắt đầu từ câu thứ 5 như thế này nè. Đó, bắt đầu từ chỗ câu thứ 5 đây thì chúng ta bên cổ nhạc thì chúng ta sẽ nhịp hai chân. Chân phải chúng các bạn nghe là nhịp song lan nè. Đó là chân phải trước, sau đó chân trái, rồi chân phải lặp lại, là chúng ta tính được một nhịp đó, một nhịp bên cổ nhạc mình đập hai chân nha. Tiếng nghe các bạn nghe tiếng song lan là chân phải nha các bạn. Rồi bắt đầu vô vô dạo nha, vô dạo nè. Bắt đầu từ câu thứ 5 chúng ta dạo nè, song lan gõ trước nè, chân phải nè ha. Chân phải trước xong rồi chúng ta sẽ có nốt là si mi re si ở chân trái ha. Mình đánh nốt qua một lần sau đó mình gắp nhịp vô nha. Si mi re si la do mi la do re mi. Đó, lặp lại nha. Si nè. Đó, si là ba. Si mi re si la do mi. Si số 3. Si mi re si la son mi la do re mi. Đọc lại cái nốt mình đọc lại nè. Si nè. Si mi re si la son mi. Rồi chúng ta sẽ bồi vô một câu nữa là la do re mi. Rồi. Mình ráp nhịp nha nè, si gõ xuống chân phải là nhịp thứ nhất, gõ xuống chân song lan nè. Si mi re si là chân trái, la son mi là chân phải, bắt đầu là do re mi là chân trái ha. Đáp nhịp vô nha. Si mi chân trái phải chân trái. Đó, chúng ta có như thế này. Theo. Si si mi re si la son mi. Đã bây giờ các bạn nghe cái tiếng song lan là mình dậm chân nè, dạ đập tay nè. Si mi re si la son mi la do re mi. Đó ha. La son mi la do re mi. Giờ cái nốt các bạn đặt chậm lại nha, si nè. Si nè. Mi là nè, là bền ha, là thấp nè, là đô đôi mi, là đô đôi mi, gõ trong làng, là son mi, là đô đôi mi, là đô đôi mi là chân trái ha, là đô la son mi là chân phải. Sau khi đánh các bạn đánh là đô đôi mi, là đô đôi mi nè, là đô đôi mi ha, là đô đôi mi đây ha, là đô đôi mi. Bắt đầu là chân trái đó, chúng ta sẽ đưa tay qua, chúng ta đánh nốt là cao hơn, là đây là bảng 8.
La do la son mi là chân phải. La son mi là chân trái ha. La do la son mi chân phải nè. La son mi là chân trái. Do mi son la là chân phải. Rồi, mình đáp từ đầu từ đó lại nha. Bắt đầu đây là câu dạo. Nếu chúng ta đánh một mình của bản Lý Chiêu Chiêu, đây là mình lấy cái câu dạo của nó ra nè. Sông Lan. Bắt đầu làm này gọi sông Lan nè. Rồi bắt đầu si mi re si là chân trái, la son mi là chân phải. Gọi sông Lan là đô re mi là chân trái, la đô la son mi là chân phải, đô mi son la là chân trái. À rồi. À bây giờ mình sẽ bồi mình sẽ bồi vô một câu nữa ha. La la đô khi đánh làm lại từ đầu nè. Phải nè. Trái. Bắt đầu mình sẽ
điểm lót vô chân trái là la 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 là chân la này la này một quãng tám nó la cao và nó la thấp thì là la la chân phải nha la xong la 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 là chân trái la 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 đời mi là đời mi pha thăng nên nhớ pha thăng nha các bạn là đời mi pha là chân phải là la 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 đời mi khoa khoa mi đời đô mi la gì là la đời mi khoa là chân phải khoa mi đời là chân trái đô mi la giờ chân phải lại à, nó có hai chân phải và trái chân phải các bạn nhớ cái gọi xong là chân phải đó à. La 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 mi la là chân trái là đời mi khoa là chân phải khoa mi đời là chân trái đô mi la là chân phải à, như vậy chúng ta si ráp vô nè đó thì à, bây giờ mình ráp bài vô nha trời làm trời làm là hai đứa chị hai đứa chữ đứa nằm ở pha thăng nè hai đứa xa 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 là quên rớt rơi hai đứa xa trời nhau trời là đất mi mình canh mấy chữ đó mình vô lại làm lại nha trời làm hai đứa xa trời nào rồi bắt đầu tiếp theo là câu thương làm sao thương làm sao nhau là rồi la đâu la là chân trái xa rời nhau là la mi la rồi la một nốt la nữa ha la là chân trái đó la mi la rơi là chân phải la mi la rơi chân phải ha rơi mi rơi khoa mi rơi đô la rơi mi khoa nhớ là khoa thăng nha các bạn tất cả đều khoa thăng hết rồi mình làm đoạn thương làm sao nè la mi la mi la đời mi đời pha mi đời đô la đời mi pha giờ mình đáp vô nha từ bài bắt đầu từ thương làm sao tóc xanh thay màu năm tháng thì chúng ta sẽ điều đàn nhạc hát nè
tóc xanh, xanh chân trái, tóc xanh phải mi đời vai màu năm tháng. Đó, rồi mình ráp lại từ đầu tới đó nha. Trời làm pha nữa. Pha là chân trái đó. Si la à, ra si la pha, mi la pha, mi đới đô. À. Pha là chân trái. Si la pha là chân phải. Mi la pha là chân trái. Mi đới đô là chân phải. Giáp nhà gã em ở bên idol nè. Gã em ở bên idol. Đó. Em ở bên idol. Bắt đầu mình sẽ có chân trái nè. Đời mi đời đời. À, đô chân phải. Chân trái. Đời mi đời là chân trái. Là nó lặp lại câu dạo đầu chúng ta hồi nãy mới tập đó, là chân phải nha. Si mi re si la son mi, à, mi la do re mi la do la son mi. Đây là câu dạo, chính là câu dạo hồi nãy chúng ta mới tập rồi, bây giờ chúng ta lặp lại thôi. Đó là từ câu 5 đó ha. Đau đớn. Xong luôn. Xong thì chúng ta nốt mi là chữ xong nha các bạn nhớ nha. Xong xuôi dòng tìm em ở đâu. La 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 đô đê mi la là chúng ta dặm vô là ngay chân trái. Nói đau là chân phải. Nói đau. Tay bend bên tay trái luôn nha. Khi các bạn đánh là đô, là đô đê mi la pha pha mi la pha mi đê đô. Như vậy chúng ta sẽ kết thúc tạm dừng ở đây nha các bạn. Hôm nay mình đã chia sẻ các bạn là cách tấn bảng nhỏ của Lý Chiêu Chiêu áp dụng vào bài Sao Trời Làm Gió. Chúng ta sẽ áp dụng vào bảng này để đánh khi mà chúng ta sử dụng văn tấu của bài bảng Chiêu Làm Gió, Lý Chiêu Chiêu này vào Sao Trời Làm Gió đó. Các bạn nhớ tập là sẽ đánh được thôi, rất là dễ. Nhớ nhịp hai chân nha. Rồi, mình hẹn gặp các bạn một clip tiếp theo nữa nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn.